Vâng, tiếp tục là những video giới thiệu những sản phẩm về tại Ngô Quyền Micro. Thì hôm nay sẽ là X5 Vina. Em vừa về 40 con giới thiệu lên cho các bác. Đấy, lên sóng và nóng luôn, nóng hổi luôn. Thì có rất nhiều bác đặt nên em đã về được 40 con. Thì phân phối cả xỉ này cho các bác liên hệ theo số điện thoại của em. Thì đấy, đây là X5 Vina nhá. Một thùng và một hộp thì có 5 chiếc. 5 chiếc các bác nhé. Thì những cái sản phẩm này đây, đấy, thùng quy chuẩn đầy đủ hết các thông số, mã in mã vạch của 5 thùng và có mã QR để chống hàng giả. Thì 2019 mới có mã QR các bác nhé, đấy, từng thiết bị một đều có mã QR. Mở ra thì có đầu tiên là có dây nguồn ba rắc, dây nguồn ba rắc, đấy, giấy giới thiệu, giấy gọi là capello về các thông số, các chỉnh, có cả tiếng Anh và tiếng China, mã QR. Tất cả những sản phẩm mới bây giờ đều có mã QR, mục đích là để chống hàng giả. Đây, bây giờ mở đây và xem này, cái dòng này rất là nặng, nên là đặc biệt là các bác có thể phân biệt hàng giả bằng cách nhập cân nặng các bác nhé. Tổng một cái hộp này khi về theo niêm yết của trên website của hãng là 4,2 cân và 4,2 cân là cả vỏ hộp nhé, 4,2 cân. Đấy, thì con này sẽ phải hơn 3 cân, nó sẽ nặng hơn những con hàng ngoài một chút nếu quá. À, đấy, đây là theo niêm yết của hãng hướng dẫn, thì em sẽ làm video luôn cho các bác xem. Nó tầm khoảng 3 cân 4. Đấy, 3 cân 4 các bác nhé. Đấy, đây là hình thức này các bác nhá, nó vẫn là cái bản X5 bình thường như tất cả các bản X5 khác, cực kỳ đơn giản. Đấy, nhưng những cái lưới tản nhiệt của dòng X5 Vina nó làm sắc xịn sò hơn, sắc nét hơn, không phải là lưới bình thường, không phải là lưới xốp bình thường. Phía sau thì là đây, vẫn là 6 rắc của con ông già, 6 đường ao. Mã vạch và mã QR được fix thẳng vào vào sassi. Đấy, đây mã QR. Vẫn là RS232. Hai đường vào và 6 đường out. Và có hoa thị ở trên sassi ở cái tai đấy. Đấy là nhận biết của hàng xịn. Thì em sẽ tháo cho bác xem nhé, tháo xem cho bác nội thất. Thì sản phẩm Vina này các bác đã được khẳng định trên thị trường và trên thế giới, không phải là trên thị trường Việt Nam nữa. Nó quá quá sắc nét, quá đẹp và quá hay. Để những hàng bãi về bác cũng có, bác đã được nghe rồi và hàng mới đem bán được một số tầm mấy chục con rồi. Thì những cái sản phẩm này nó cho tiếng âm cực kỳ sắc nét, tiếng hạc nhất hay, và đặc biệt là tiếng echo nó được ví như độ nhại vang nhại như cái con Jaguar của Hàn Quốc, nó mềm mại, nó không bị khô. Đấy, thì ở những cái sản phẩm này thì các bác đến với Ngô Quyền Micro chắc chắn là cam kết là hàng chính hãng đưa về và có bảo hành, thì công ty cá nhân sẽ nhập về em sẽ bán lẻ cho phân phối luôn. Tất nhiên là với mười hình thức này em đam mê thì giá sẽ tùy vào bác thương cực kỳ hợp lý, giá cực kỳ hợp lý các bác nhé. Đấy, mời các bác xem luôn cả nội thất này. Có nhu cầu thì liên hệ với em. Xỉ này em được phân phối số điện thoại là 0988322626 giúp em. Em sẽ ship hàng khi có cọc ship. Các bác được kiểm tra vào cửa hàng và hỗ trợ cài đặt. Tùy các bác, bao nhiêu chế độ em cũng sẽ cài đặt cho các bác, nhưng mà sẽ thường sẽ làm khoảng 4 chế độ. Hát nghe nhạc, hát reverb và hát echo. Đây để nội thất con này. Đấy, hai nguồn. Một nguồn là có vỏ hộp hoa thị, và đặc biệt nếu có như phải để phân biệt hàng nhái hàng giả là bác nhìn những cái nguồn này, thường thường hàng hãng Vina làm sẽ sắc nét hơn, sắc nét hơn rất là nhiều, thẳng ép không có nghiêng ngả một tí nào luôn, không có nghiêng ngả, không có nghiêng ngả các bác nhé. Đó, đấy,
Các bác mua thì liên hệ với em qua số điện thoại nhé, 0988 322 626 giúp em. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo.